Đây có hai dàn IC 89 rồi con. IC 8 chưa rửa nha, lốc rồi còn xịn luôn nha. Không, lốc còn đẹp không? Mà là xanh dần mà chưa rửa nữa không? IC 89. Khá đẹp rồi con. Không, cốt bọng xanh dần, xài để đóng cùng thôi. Quá đẹp. Con này chưa rửa đẹp lắm. IC 8 lốc xanh dần biết rồi. Ít xài. Quá đẹp. IC 89 mà là xanh giữa rồi con. Ồ, con nào có nhu cầu alo nghe 0886356707. Con là 6 số tới, 2 số xới, 2 số gie. Cốt lục giác, ồ lốc xanh này nè. Ồ, con này xanh dần á, thấy vậy rửa là đẹp lắm á. Đời này để nếu gọi là gửi tin là thế hệ 7X nè con, là 5 7 mấy nè. Thế hệ hệ này là 7X nè. 7X là nó đó. Là 5 7 mấy á. Tính theo tôi tin là nó thế hệ là 7 70 đó, thế hệ 70 5 70 trở lên đó, sản xuất rồi. Và bà con nào có nhu cầu alo 0886357, mấy ngày chùa lốc đẹp lắm mà con. Lốc là còn xanh hay biết đẹp rồi. Đâu con nào có nhu cầu alo 0886356707.